Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay series nhân trực sống quay trở lại Với câu chuyện đầu tiên của một bạn Facebook ẩn danh Đang vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024 Mình học hướng dẫn viên du lịch Tới cuối khóa thì phải thực hành một tour gọi là tour xuyên Việt Tùy theo mỗi trường sẽ đi thời gian khác nhau Lúc mình học năm 2017, tôi đó phải đi 21 ngày 20 đêm. Đi từ Sài Gòn dọc theo đường biển miền Trung rồi ra Hà Nội. Sau đó đi qua Tây Bắc rồi trở về Sài Gòn. Đi tour xuyên Việt như vậy, thường thời gian sẽ ngồi trên xe di chuyển nhiều. Kiểu ngồi trên xe đi suốt rồi khi nào tới điểm tham quan thì xuống. Xong thì đi tiếp và tối thì ngủ khách sạn. Nói chung chuyến đi từ lúc Sài Gòn tới Hà Nội khá là thuận lợi Ăn uống tham quan khá vui vẻ Chuyện bắt đầu với tụi mình khi lên khu Tây Bắc Cụ thể lúc đó là Sapa Đoàn mình tới Sapa nhận phòng lúc chập tối Khoảng năm rưỡi Đợt mình đi là vào giữa tháng 11 Tới Sapa lúc đó cũng đâu đó cuối tháng 11 rồi Trời lạnh và có sương mù nên tầm năm rưỡi là trời nhã nhem tối Phòng mình thì ở ba người Mình với hai bạn nữ Tụi mình ở với nhau từ đầu tua cho tới giờ Hầu như khách sạn nào cũng lấy phòng ba để ngủ chung Tới khi nhận phòng thì nhớ đâu phòng ở lầu 2 Cái cấu tạo của cái khách sạn đó như kiểu trường học vậy Đối diện cầu thang là một hành lang với một khoảng trống nhìn tối đen Vừa lên tới lầu 2 là gió lùa qua Thấy rợn rợn cả sông lưng Mà lúc đó Mình chỉ nghĩ do mùa này Sapa lạnh Nên có gió gió Chứ không nghĩ gì cả Sau khi nhận phòng Tụi mình đi ăn với đoàn Ăn rồi thì có thời gian tự do tham quan Nên cả nhóm 7-8 người Đi vòng vòng chơi Tầm 9 giờ hơn mới về khách sạn Về tới khách sạn thì phòng mình có hai giường lớn nằm cách nhau một mét. Tụi mình kéo hai cái giường khít với nhau mới đi ngủ. Mình nằm ngoài cùng ở gần cửa. Trời thì lạnh nên tụi mình đắp chung một cái chăn mà chùm kín hết cả đầu. Ngủ tới tầm 3 giờ sáng thì bỗng dưng. Mình giật mình vì cảm thấy tay mình đã bị kéo đi. Lúc mình ngủ, tay mình có gác lên chán. Sau lúc dậy cứ thấy tay bị kéo từ từ ra khỏi chân Lúc này còn mơ màng Nên cũng không để ý lắm Mình mới nhắm mắt ngủ tiếp Thế nhưng vừa nhắm mắt Thì cảm giác chân bị kéo tiếp Lúc đấy mới hoảng hồn giật chân lại Và mình cũng tỉnh ngủ luôn Nhưng do hoảng quá Không dám mở chân ra xem Cứ nằm đó im lặng cho qua Rồi dáng ngủ tiếp Vấn đề ở chỗ Vừa nhắm mắt thì lại bị kéo chân tiếp mình cũng sợ là mình đi chơi mệt bị ảo giác Nên để xem có thật hay không Thì nó kéo một cái tụt xuống tới nỗi chân gần chạm luôn sàn nhà Lúc này mới biết là có ma Mình sợ tới nỗi nằm trong chăn Trời lạnh có 5-6 độ Mà đổ mồ hôi hột Người nóng hổi Miệng lúc đó cũng nhầm A-di-đà Phật liên tục Mà không được tha Mình thấy sợ Nên có nhét chân mình dưới chân bạn Ở nằm kế bên nghĩ chắc nó không làm gì nữa. Thế nhưng không, nó kéo chân bạn mình một cái thật mạnh, khiến cho con bạn bị giật mình. Mà nhỏ bạn mình không biết gì, nó mới bật dậy đi vệ sinh tỉnh bơ thì mình mới biết là ma chỉ phá mỗi mình. Nhờ con bạn đi vệ sinh nên mình có bảo nó để đèn toilet luôn cho đỡ sợ. Lúc đấy là đã khoảng 4 giờ sáng rồi. Mình dáng nhắm mắt ngủ Tại 7 giờ sáng là phải tập hợp lên xe đi ăn rồi tham quan tiếp. Mình nhắm mắt được xíu thì lại nghe thấy có tiếng xả nước nhà tắm. Mình nghe rất rõ ràng mà cứ nhắm mắt kệ. Giờ mình không làm gì nó thì chắc là nó cũng không làm gì mình. Có lẽ là nó thấy làm vậy không được nên một lúc sau mình nghe thấy có tiếng dép đi loạt xoạt trong phòng kèm theo tiếng giống như bóng tennis đập xuống sàn nhà. Khúc này là hoảng dữ lắm rồi Bắt đầu nhầm a di đà Phật liên tục Mà chắc là nó không sợ Nên cứ dỡn ngày càng nhiều Đỉnh điểm là lúc mình thấy chăn mình Giống như có người đang đi lên chăn Cái chăn trong khách sạn thì vốn rất dày Mình nằm ở trong mà cảm nhận được Từng bước chân rành rành Đang đi từ dưới chân mình đi lên Lúc đấy mình sợ lắm rồi Xong rồi Nó dừng ngay ở trên đầu mình mình mới lấy hết can đảm Mở chăn ra Đầu mình có nhầm Mình đi du lịch ở đây có một ngày thôi Làm ơn đừng có phá mình Nhầm đi nhầm lại mấy lần Thì nghe thấy có tiếng con nít Cười từ phòng mình Rồi xa xa ra hành lang Và không nghe thấy nữa Xong thì lúc đó cũng tầm 5 rưỡi sáng Mình dậy luôn không ngủ nổi Khi bạn mình dậy Thấy mình thế thì hỏi Sao mà trời lạnh Mình đổ mồ hôi nhiều như thế mình mới bảo để ăn sáng xong thì mình kể cho nghe Xong cái vụ ở Sapa Thì đoàn mình đi tiếp Tới khi về Tây Huế Thì lại gặp Lần này người gặp không phải là mình Mà là bạn mình Về Tây Huế cũng chiều tối Rồi thêm có mưa phùn Nên xe ghé khách sạn nhận phòng Lúc vừa đậu xe thì phía trước khách sạn có một cây đa rất lớn Ở dưới gốc đa cũng có am thờ Mọi người thì nói đấy là am Mình thì không nhớ Bạn nào ở Huế có biết cái khách sạn đó Thì hãy comment Bởi ở trung tâm thành phố Mặt tiền mà có gốc đa bự Nhìn cứ kiểu u ám Lúc xuống xe Thầy hướng dẫn viên có chọc Này mấy đứa Trước cửa có cây đa lớn như vậy Tối ngủ coi trường gặp nha thế rồi thầy cười. Ai chưa gặp thì nghĩ là giỡn, chứ mình bị một lần rồi nên nghe cũng thấy hơi sợ. Và cũng như mọi chỗ khác, nhận phòng xong thì đi ăn, đi chơi rồi về ngủ. Lần này, tụi mình về phòng cũng tầm 9 giờ tối. Chia nhau ra tắm rồi đi ngủ. Một bạn tắm trước, mình nằm bấn điện thoại, còn một bạn thì kêu mệt nên nằm chờ, kêu mình khi nào bạn kia xong thì kêu nó nha Mình vừa bấm điện thoại được khoảng vài phút Thì nghe thấy con bạn Nó nói mớ Cứ u á gì đó trong miệng Mình mới kêu nó dậy Lúc nó dậy thì mặt nó cứ đờ đờ kiểu gì đó Miệng thì trả lời mình Mà mắt thì không mở nổi Mà lúc đi chơi Với khi về trước khách sạn Là tỉnh bơ Tụi mình thì có mệt do đi mười mấy ngày liền Nhưng không tới mức như vậy thế rồi nó nhắm mắt tiếp mình cũng không nghĩ gì cứ bấm điện thoại được mấy phút sau nó lại nổi mớ mà lần này vùng vẫy rất là khó chịu mình mới kêu nó dậy kêu hai ba lần mà không dậy mình mới quay qua tát nó một cái nó dậy rồi nó bảo với mình là có ông nào ghê lắm đen thui mà lưỡi dài cứ liếm vào mặt nó rồi kêu nó đi với ông ấy hai đứa nhìn nhau xanh cả mặt mình kêu nó dậy luôn, đừng có ngủ nữa. Nó kêu là nó không có ngủ. Nó cứ nằm xuống là thấy vậy rồi chứ không có ngủ. Hoảng quá nên mình kêu nó đi tắm đi cho tỉnh táo. Sợ là mệt nên thấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Ba đứa tắm xong thì bấm điện thoại tiếp. Được một lúc thì lại nghe thấy nhỏ bạn lại nói mớ, kiểu cứ như bị bóng đè. Kêu là không được mà vùng vẫy cũng không xong. Mình với nhỏ bạn lay nó tới hai ba lần mới dậy Dậy xong nó cũng nói y như lúc nãy Vẫn là cái ông đó Vẫn đẻ nó rồi kêu đi với ông ấy Ba đứa bắt đầu rén Lại thêm cái vụ mình gặp ở Sapa Nên giờ không tin cũng phải tin Thế rồi Ba đứa nằm niệm trong đầu xin Tụi con không phải người ở đây Tụi con chỉ ở đây có một đêm Không đụng chạm hay phá ai Nên xin đừng phá tụi con lúc đó là kiểu tuyệt vọng dữ lắm rồi đổi phòng không được sinh viên thì cũng không có tiền thuê phòng khách sạn khác nên cắn răng mà năn nỉ cuối cùng thì cũng qua hết một đêm ở huế sáng ra tụi mình có nói với thầy là có gặp thầy mới cười như kiểu tụi mình suy nghĩ rồi làm quá ai rè hỏi ra cũng có vài phòng khác cũng bị mà lúc đó mình cũng không hỏi rõ do một phần không thân nên cũng không hay nói chuyện với nhau Tour đó cũng là tour cuối cùng mình đi Tốt nghiệp xong Mình cũng không theo cái nghề hướng dẫn viên luôn Vừa thân con gái Gặp cô hồn chết rồi Còn dễ gặp cô hồn sống nữa Nên cũng không có ý định làm hướng dẫn viên Câu chuyện kế tiếp Của một bạn có facebook là Sơn Lê Chuyện thì kể về Chuyến tour du lịch Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan 15 ngày của bạn ấy. Chuyện là tháng 6 vừa rồi, mình có đi một tour du lịch. Mình thì sống và làm việc ở nước ngoài. Quá trình đi Việt Nam và Trung Quốc thì vẫn bình thường. Và bắt đầu di chuyển tới khách sạn ở Thái Lan. Mình có ở một khách sạn khá lớn ngay trung tâm thành phố Bangkok. Mọi thủ tục nhập phòng bình thường cho tới khi mình bắt đầu nhận phòng. Khoảng 22 giờ, lễ tân đưa lên phòng thì trời bắt đầu đổ mưa bão sấm chớp ẩm ẩm rồi mưa bão lên gần tới phòng mình để ý dù ở dưới khách sạn khá đông người check in nhưng cả quá trình mình đi vào thang máy và lên đến phòng không hề có một bóng người mà chỉ có mỗi mình với vợ mình vào nhận phòng thì mình cũng có cảm giác hơi gợn người nhưng mình không kể ra vì vợ mình cũng là một người khá sợ ma mình thì vốn là người cẩn thận nên đi vào phòng mình có kiểm tra lại toàn bộ tủ và ngăn kéo Thì chiếc tủ ở chỗ kệ tivi là khóa không mở được Tivi này thì nằm chìm vào tủ Và cái tủ này nằm ngay dưới cái tivi Nó to nên mình có thể chui vào trong đó ngồi sổ trong đó cũng được Tivi thì nằm đối diện với giường ngủ mình Và bên mé tay phải của mình thì có một chiếc cửa Mình nghĩ đấy là phòng tắm Định vào nhưng mở không ra được nên chắc chắn cửa này phải là một phòng nữa hoặc là kho gì đó lúc đấy hơi mệt nên mình cũng nằm nghỉ một chút và đợi vợ mình tắm xong để đi tắm trong lúc miên man thì cảm giác có người đang đứng sau cánh cửa phòng kia nhìn mình nghĩ là do thần hồn nát thần tính nên mình cũng không nghĩ gì nữa sau khi vợ mình tắm xong mình cũng vào tắm và để ý Phòng này có cách bố trí khá kỳ quặc Phòng tắm đi qua đầu giường Và đi với một hành lang khoảng 10 mét nữa Mới tới được phòng tắm Phòng tắm thì cũng khá sạch sẽ Mỗi tội đèn vàng hơi tối Khi bắt đầu vào tắm Thì mọi thứ bình thường Vì phòng tắm cũng có cửa sổ rộng Nên mình vừa tắm vừa ngắm bầu trời băng cốc Đêm bão tố Sau khi mình trắng người xong Thì xả nước lần hai Bỗng nhiên mình giật mình vì trong vòi nước toát ra một cái mùi hôi và nước chảy ra là bùn màu vàng trộn lẫn với đỏ như máu. Mình có giật mình lùi lại, định thần mất 3 giây rồi mới chạy kịp ra ngoài gọi và tường thuật lại cho vợ. 10 giây sau, mình quay lại thì vòi nước chảy ra bình thường, nước sạch bình thường. Mình thậm chí là không tin, còn phải cắn vào tay mình xem đây là mơ hay thật. Lúc bình thường, là mình phải ăn ủi và trấn an vợ mình Thì đây là lần đầu tiên mà mình phải nhờ tới vợ Đứng trông cho mình tắm Sau khi tắm xong Cũng đi ăn nhẹ và đi ngủ Mình có thói quen là phải tắt hết điện mới ngủ được Thì không hiểu sao Cứ nhắm mắt là mình cảm giác có người đứng sau cái cánh cửa Mé bên tay phải để nhìn mình Mình mới dậy Lấy ghế sofa với bàn Chặn cánh cửa đấy lại rồi mới đi ngủ Lúc đấy là 12 giờ 20 phút mình thì là một người cực kỳ khó vào giấc Và đã ngủ thì đại bác bắn bên tai Mình cũng không biết Trừ khi đã ngủ đủ giấc Từ lúc 1 giờ sáng Mình chợt tỉnh giấc Vì có ánh chớp dọi vào mắt mình Ghé lên nhìn Thì thấy tivi đang bật Đoạn này thì hơi kỳ lạ Vì cả mình và vợ mình không bao giờ xem tivi Có xem để ngủ Thì cũng xem youtube trên điện thoại Vì có ánh sáng tivi rất là khó ngủ Ngoảnh sang thấy vợ vẫn đang ngủ Nên mình không có nghĩ nhiều Tắt tivi và ngủ tiếp Đến khoảng 2 giờ sáng Mình bỗng chợt tỉnh Nghe thấy có tiếng thều thào Cảm giác như hai người đang cố gọi nhau Nhưng cũng không nghe rõ là gì Ở chỗ hành lang ra phòng tắm Mình cố nghe xem âm thanh là gì Cầu cấu vào lưng để cho vợ mình dậy Thì không thấy mình dậy Bình thường thì vợ mình cực kỳ tỉnh mình chỉ cần cựa thôi là cô ấy đã tỉnh Mà hôm nay cấu mấy cái đau mà không thấy dậy Một lúc sau không nghe thấy gì Nên mình cũng thiếp đi Đang trong giấc ngủ Bỗng dừng Mình cảm giác có một hơi lạnh Phả ngay vào mặt Người mình thì cứng đơ không cựa quậy được Mình nghe thấy có tiếng cửa tủ mở ra Trước mặt mình Cố gắng gượng để răng ra và muốn hét lên Nhưng chỉ ú ớ được trong họng Chứ không phát ra được tiếng Gồng mãi mình mới đá được vào chân vợ mình Và khi cô ấy phát ra tiếng khó chịu vì bị đánh thức Thì mình mới có thể cử động và hét lên được Vợ mình thì lào bào mấy câu rồi lại ngủ tiếp Còn mình thì bật hết đèn ngủ Bật youtube Chùm chăn kín đầu không dám ngủ nữa Xem đồng hồ thì giờ là khoảng 3 giờ 30 phút sáng Do mệt Nên mình lim di một lúc Rồi vẫn tiếp đi tiếp Tới 11 giờ trưa hôm sau, vợ mình đánh thức mình dậy. Mình dậy đi đánh răng rửa mặt, nhớ lại chuyện tối qua thì cũng tặc lưỡi cho qua. Chắc là do mình mệt quá nên mơ linh tinh. Vệ sinh cá nhân xong, thấy vợ mình đang trang điểm. Mình đi qua để nói chuyện về lịch trình hôm nay thì bỗng dưng mình giật mình, lạnh cả sống lưng. Vì cái chiếc tủ dưới tivi đêm qua mình làm cách nào cũng không mở được, thì bây giờ nó đang mở hé hé ra một nửa Mình hỏi thì vợ mình bảo Là không động vào đó Và lễ tân sáng giờ cũng chưa hề lên phòng mình Mình cầm tay vào cửa Mở ra thử Thì đúng là âm thanh bản lề cửa lâu ngày không mở vang lên ken két mà mình nghe thấy đêm qua Bỗng thấy lạnh cả sống lưng Mình thất thần một lúc Vợ mình thấy mình có biểu hiện lạ Cũng gặng hỏi Nhưng mình không nói và đánh trống lảng sang chuyện khác Mình bốc khách sạn này hai đêm nên hôm đấy tụi mình đi chơi tới sáng hôm sau mới về Và ngủ trưa một chút rồi check out về Việt Nam luôn Hồi đó mình có chụp lại tất cả mọi thứ Và mình tính sẽ viết một bài kể về Nhưng lục lại không còn cái ảnh nào ở khách sạn đấy Dù mình đã chụp rất nhiều ảnh Vô tình hôm qua hai vợ chồng ngồi nói chuyện Mình mới kể lại hết mọi chuyện với vợ Nghĩ lại vẫn lạnh cả sống lưng Một bạn có Facebook là Jen Nguyễn khi nghe câu chuyện này thì có bình luận như sau. Cách đây 7 năm, mình có đi công tác Bangkok, nghỉ tại một khách sạn 4 sao cùng với đoàn cơ quan. Khi mình nhận phòng, ngoài cảm giác phòng hơi tối do bố trí ít đèn, thì lại là đèn ánh sáng vàng vàng, hơi lạnh thì không có gì lạ, cho đến tầm 3 giờ 30 phút sáng. Đột nhiên, chuông điện thoại bàn reo ẩm ĩ mình bị dựng dậy Bác sĩ phải cầm máy nghe Từ bên kia có một giọng vừa cười vừa rít lên thẻ thẻ Nói hai ba câu gì đấy Mà mình chắc là không phải tiếng Anh Cũng không phải là tiếng Thái hay ngôn ngữ thông dụng Nghe kiểu gần như tiếng của một dân tộc ít người Mình tỉnh hẳn ngủ kinh hãi dập máy Định thần lại Mình nghĩ chắc là khách nào nhậu xỉn Gọi nhầm phòng Nên dáng ngủ lại mới lơ mơ thiếp đi Thì lại có tiếng chuông Nhưng lần này lâu hơn Mình tỉnh ngủ bực quá Nhưng cũng dáng cầm điện thoại nghe Vừa cầm máy lên Thì lần này lại nghe thấy tiếng gió rít Tiếng người cười thẻ thẻ Và nói cũng như lần đầu Toàn bộ Mình chỉ nghe được đúng mỗi một từ Hình như là bohemian Lần này thì hết sức chịu đựng Mình ba chân bốn cẳng Chạy ra khỏi phòng Sang đập cửa ngủ nhờ chị đồng nghiệp. Tới sáng hôm sau xuống lễ tân, mình có kể lại sự việc thì bé lễ tân nói ngoài đoàn của mình là người Việt ra, khách sạn chỉ có một nhóm khách người Đức nhưng tối hôm đó họ đi chơi xuyên đêm đến 8 giờ sáng mới về. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu được cái cuộc gọi điện thoại đó là từ đâu mà ra. Một câu chuyện khác cũng liên quan tới vấn đề tâm linh ở khách sạn Do một bạn Facebook ẩn danh đăng vào ngày 16 tháng 5 năm 2023 Mình xin kể lại một câu chuyện của bản thân Mà có lẽ đến bây giờ Mình vẫn còn bị ám ảnh Có thể tất cả mọi người Đã có vài người bị hiện tượng bóng đè Và điều đó lại xảy ra với chính bản thân mình Năm 2020 Mình tốt nghiệp đại học được ông ngoại cho vé đi đà nẵng cùng khu phố mình đi cùng với bà ngoại suốt chặng đường thì không có gì cho đến khi đoàn ghé vào một cái khách sạn gần trung tâm đà nẵng để tiện đi chơi rồi đi ăn uống khi đấy khách sạn rất to màu vàng mà lạ một điều là khách sạn to như vậy nhưng hành lang ở giữa các dãy phòng thì rất hẹp hẹp tới mức hai người đi phải nép sát tường mình còn thắc mắc không biết sao người ta có thể vận chuyển đồ nội thất lên các phòng hay đến như vậy Hoặc là cũng có thể dãy này được tu sửa nên mới thế Nó cứ như mầm cái mê cung Không khí trong khách sạn rất u ám và thiếu ánh sáng Mình cảm tưởng cứ như là ở tù Chật hẹp và khó chịu vô cùng Mình vẫn nhớ hôm đấy là cả đoàn ở tầng 2 Gồm tất cả dãy Lúc đấy ra đó cũng khuya lắm rồi Ở đến sáng sẽ đi tham quan Thì đêm thứ nhất mình ngủ cùng với ngoại và vài người ở khu phố thì rất chi bình thường cho đến sáng hôm sau mình có kết thân với một số người bạn ở trong đoàn khi mà tần số thân nhau quá thì hai bạn đó có ngỏ ý kêu mình qua ngủ cùng kiểu nói chuyện hợp nhau mà muốn qua phòng chơi chung vâng lúc đó mình ước giá như mình không ham vui để mình không bị ám ảnh cho đến bây giờ mọi chuyện bắt đầu từ đây Tối đó mình tắm xong và đi chợ Đà Nẵng Sau đó cả nhóm về Mình thì tắm rửa Rồi mới qua phòng hai bạn đấy Khi mình đi đến cái phòng Vừa bước vào trong Thì mình nổi cả giác gà Kiểu như có cảm giác bất an Mà cách sắp xếp trong phòng rất là lạ Tự dưng cái tủ lại có gương Lại đặt đối diện với hai cái giường Còn cửa nhà tắm Lại đối diện với cửa ra vào đi vô là thấy cái nhà tắm có cái gương chiếu thẳng ra hành lang nếu mà mở cửa thế rồi bỏ qua cái cấu trúc phòng thì một bé trong phòng tự dưng nó mới nói như vậy chị ơi chị ở đây với hai chị em em nha em sợ ma lắm mình mới buột miệng ê ma mà hiện ra chắc khéo chị xỉu trước đấy lúc đấy mọi người thì không tin là mình nói vậy đã vậy mình còn cười như dễ cợt Và chớn ăn nó Mà cỏ gì đâu em ơi Chơi tiếp đi Cũng do thắng mấy trận Đang vui vẻ trong người Nên mồm miệng nói nhăng cuộn Mình nhớ lúc đấy Game xong là lúc 11 giờ Nói chuyện xíu thì ba đứa đi ngủ Cả ba nằm trên một chiếc giường Con bé kia thì nằm giữa mình với chị nó Lúc đấy Mình và bé kia ngủ Chị nó thì chắc là còn thức nhưng mà ngồi trước gương bấm điện thoại Rồi không hiểu sao Mình như kiểu bị ti chơi mệt Nên ngủ tiếp đi Đang lúc ngủ cái Thì giật mình phát hiện ra Cơ thể nặng thật sự Mắt chỉ có thể đào qua đảo lại Để nhìn mọi thứ trong phòng Thì không hiểu sao Trời xu đất khiến Ai đó bắt mình nhìn lên trên đầu Thì lúc đấy Có nguyên một cái bóng đen ngồi ở trên đầu mình Mình không cử động được gì Hoảng tới mức Không nhớ gì trong đầu là phải làm như thế nào vào lúc đấy Mình có nhắm mắt lại Cô Trấn An là hoa mắt Mở ra Thì nó đứng dưới chân mình Cái bóng đen cao 2 mét mấy Bỗng nhiên Nước trong nhà tắm ao ào, ào lên như kiểu có người tắm trong đó Trong cái giây phút đó Mình sợ tới phát khóc Nước mắt thì tuôn ra Miệng muốn la nhưng không được Rồi mình nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông tầm trung niên Hòa với tiếng nước nhà tắm vang vẳng ở bên lỗ tai. Mày thấy tao không? Mày thấy tao chưa? Cái giọng đấy nó ồm ồm, sợ lắm. Rồi mình đào qua thấy chị của bé đó đang bấm điện thoại. Mình kêu mà không được. Rồi bạn đó có nhìn lại mình và quay qua bấm điện thoại tiếp như thể là không thấy mắt mình đang trừng trừng. Đèn ngủ của phòng thì sáng lắm. Mình cam đoan là không thể nào bạn đấy không thấy mình đang nhìn bạn đấy được Giây phút đấy thấy bất lực Mình đảo lại mắt xuống dưới chân giường Thì cái bóng vẫn ở đấy Dù có mở ra hay nhắm Thì nó vẫn ở đấy cùng với tiếng nước nhà tắm Khi đó không biết có phải là ông bà phù hộ Rồi hướng mình niệm Phật hay không Chứ thật tình lúc đó không còn nghĩ ra được cái gì Rồi tự dưng mình khấn trong tâm thức con cầu xin ông bà khuất mặt ở đây con có làm gì sai nói cái gì vậy thì xin bỏ qua cho con mai là con dọn hành lý về rồi cho con ngủ đêm nay thôi con xin lỗi rồi mình cứ nhắm mắt niệm phật liên tục cho đến khi thấy cơ thể có thể cử động được tiếng nước thì mất đi căn phòng thì bỗng im ắng lạ thường sáng hôm sau dậy mình về phòng có kể cho ngoại nghe ngoại la rất nhiều và bảo nói bậy bạ thì người ta cho thấy Mình thấy tự dưng mình bị bệnh luôn Người thì sốt, nhức đầu Cả ngày hôm đó không đi chơi nổi Ngoài phải nhờ người ta mua thuốc các thứ Rồi có điện thoại với ba mẹ mình Cũng ông bà kiểu quyền Để cầu cho mình được bình an Khi rời khách sạn Mình có hỏi chị của bé đó Là hôm bữa ngủ chung thấy bà thức khuya vậy Sao không vào khóa nước Bộ không nghe thấy có tiếng nước mở à Lúc đó tôi nhìn thấy bà nhìn tôi mà bà không nói gì Bạn ấy mới ngạc nhiên ngơ ngác Bà là không có nghe gì Và cũng thấy mình nhắm mắt ngủ Trong khi mắt mình mở to để cực cứu, cứu bạn ấy Mà bạn ấy chỉ nhìn thoáng qua kiểu như mình đang ngủ Cũng may là sau đó Mình về tới nhà an toàn Nhưng sau cái trải nghiệm đáng sợ đó Thì mình lại có một cái giác quan rất nhạy Với thế giới tâm linh Câu chuyện kế tiếp Của một bạn có facebook là Bolê chuyện đã đăng vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 mình sống ở Đà Lạt và thường xuyên đi phượt đêm cộng thêm gia đình bên vợ có chút liên quan tới tâm linh nên có nhiều chuyện ly kỳ mà mình muốn kể khoảng hơn một tháng trước mình có đăng ký làm lễ Tân đêm tại một khách sạn gần Quảng trường Đà Lạt Hồi xưa Mình có làm lễ tân đêm Nên cũng không có lăn tăn gì hết Khoảng một tuần đầu thì vẫn làm bình thường Tới đêm Mình còn làm thêm giúp ghi chuyện ma Nên hầu như Mình đều thức trắng Sáng thì ngủ bù Khoảng hơn một tuần sau Mình mới tạm dừng Cái việc ghi chuyện Nên buổi tối bắt đầu rảnh rỗi Và sinh ra buồn ngủ Trước tiên thì nói về khách sạn mình không nêu tên hay tả chi tiết gì, vì khách sạn này to đẹp, nằm ở đường lớn, đối diện với khách sạn là quán nhậu đêm. Mình có để ý là khách sạn không có cung kiến gì hết cả, có bàn thần tài thổ địa, chỉ thỉnh thoảng thắp nhang, rồi lâu lâu có ít trái cây thôi. Bản thân mình thì là một người tin về tâm linh, mình không mê tín và cũng không phải là loại dễ sợ sệt. Đợt đó, mình làm thấy khách sạn hơi ế trong khi khách sạn kế bên vẫn đông mình có góp ý nói là cúng kiếng đều đặn hơn đi nhưng mà quản lý không để tâm lập nên mình thôi cũng không nói nữa và rồi mình cứ làm buồn ngủ mà cũng không ngủ do cày phim mọi chuyện chẳng có một tí gì bất thường cả cho đến ngày rằm thầy khách sạn cũng có cúng ngay bàn thần tài thổ địa tối đó mình ngủ cũng không sao sang hôm sau là 16 âm lịch. Đáng lẽ những nơi làm ăn là phải cúng cô hồn vào ngày này, thì khách sạn lại không cúng. Mình có nhắc nhưng mà không ai quan tâm. Mình có tí linh cảm không tốt nhưng vẫn đi làm bình thường. Tối hôm đó, sau khi làm xong, 11 giờ đêm mình bắt đầu tắt hết đèn trong hành lang và sảnh khách sạn. Chỉ để đèn nhỏ ở quầy lễ tân như mọi ngày. Mình ra cái ghế sofa ở cạnh quầy để nằm chỗ đó là chỗ yêu thích vì vừa êm vừa khuất tầm nhìn từ ngoài vào lỡ khách có đứng ở cửa gọi cũng không thấy mình nằm dài ra giữa khách sạn mình mới nằm được một lúc thì nghe thấy có tiếng xì xầm như ai nói chuyện mình đang xem phim thì vừa tiếng phim lại kèm theo cái tiếng đó nên mình có tắt phim để nghe thử thì không gian vẫn im ắng mình nghĩ chắc là tiếng ngoài đường hoặc là bên quán nhậu vang đến vì cửa khách sạn là kính cường lực to nên đóng khít lại hầu như không nghe rõ tiếng bên ngoài chắc là quán nhậu đông người ta nói chuyện nên ở trong khách sạn mình mới nghe thấy tiếng xì xầm như vậy thế là mình lại quay ra xem phim tiếp thế nhưng hễ cứ mở phim thì lại nghe thấy tiếng đấy bấm dừng phim thì lại không nghe mình cũng hơi hoài nghi nhưng vốn lì nên mình cũng kệ đừng để ý là được, cứ xem phim thôi. được một lúc thì tiếng xì sầm cũng dừng lại. lúc đó là khoảng 2 giờ sáng rồi. mình thì vẫn xem phim thì bỗng dừng. nghe thấy tiếng dép đi lê ở ngoài hành lang trên tầng. lần này thì nghe rõ lắm, mình có bấm dừng phim nhưng vẫn nghe. mình nghĩ là khách đang đi xuống nên mình bật dậy đi đến quầy lễ tân có màn hình camera để xem thử là khách phòng nào Kết quả là không hề có ai cả Bốn dãy hành lang tối mịt Còn tiếng dép lê sình sạch Thì giống như đang dần tiến về phía mình Mình chậm rãi quay đầu lại phía sau Hướng về phía cầu thang bộ Ở trên lầu xuống Lúc đấy Đèn đã tắt hết Nên chỉ có một màu đen ngòm Cả cái biển báo exit cũng không thấy mở mình nhìn lại chỗ màn hình camera lần nữa cho chắc Không hề có bóng người nào Thế là mình quyết định đi bộ lên tầng Xem tiếng động là gì Mình lên tầng 1 Rồi tầng 2 Cũng không hề nhìn thấy gì cả Tiếng dép lê cũng biến mất Mình mới thầm nghĩ Hay là do mình tưởng tượng nhỉ Đôi khi trong không khí quá im ắng Bản thân chúng ta sẽ tự suy diễn ra những điều kinh dị Nghĩ vậy Nên mình cũng đi xuống rồi lại ra sofa nằm tiếp. Bắt đầu có chút buồn ngủ rồi, nên mình lướt TikTok vài phút, rồi tắt điện thoại. Đi ra lấy ổ khóa, móc cái cửa kính to lại, rồi nằm xuống sofa đắp chăn ngủ. Mình nhớ rõ, là lúc đó mình chỉ vừa mới chợp mắt, nhận thức vẫn còn tỉnh táo, bởi vì ngủ say thì sợ khách đêm gọi sẽ không nghe thấy. Với lại thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng xe chạy hoặc là tiếng quán nhậu bên đường người ta nói chuyện. Đột nhiên, mình nghe thấy tiếng có người gọi mình, giống như là khách gọi mở cửa. Mình vội vàng ngồi bật dậy. Kỳ lạ, là sao đèn ngay chỗ quầy lễ tân cũng bị tắt mất, mà mình đâu bao giờ tắt đèn ở đó. Cả khách sạn lúc này tối mịt, nhưng tivi lại đang mở, mà rõ ràng là mình không hề xem tivi. Không nghĩ nhiều, mình mò mẫm tìm cái điều khiển thì thấy nó nằm trên ghế sofa đơn ở bên cạnh. Mà còn bị kẹt ở ngay rãnh của cái nệm Mình rút ra Bấm tắt tivi Sau đó tiến ra cửa chính Mình đưa mắt nhìn ra Tìm người đã gọi mình Nhưng bên ngoài trời Lại có một lớp sương mù dày đặc Bao trùm cả con đường Đèn đường cũng bị tắt hết Sương dày đến mức Mình không thể nào nhìn rõ ra được Cái gì sau 2 mét Lúc này Có một nhóm đông người thấp thoáng trong lớp sương mù đang vẫy gọi mình hình như là muốn vào trong mình còn tưởng là đoàn khách du lịch đến hơi sớm nên mình háo hức đi nhanh ra cửa vừa chạm vào ổ khóa thì mình thấy có điều kỳ lạ nên đã chần chừ mình thấy ổ khóa lạnh một cách khác thường do mình vốn là người để ý chi tiết mỗi việc mình làm và mình thấy là trời đà lạt ban đêm rất lạnh nhưng trong sảnh khách sạn lại khá ấm Do cửa kính rất là khít Có đêm, mình nằm trên sofa còn không cần đắp chăn vì nóng Mình cũng mở cửa mỗi đêm cho khách thuê sở Nhưng chưa khi nào mình cảm thấy ổ khóa lại lạnh, lạnh đến mức như vậy Nó giống như được để trong tủ lạnh mới bỏ ra Thế rồi, mình đưa mắt nhìn ra ngoài lần nữa Cả cái nhóm người kia, rất là đông Cỡ hơn 10 người, già trẻ lớn bé, trai gái đủ cả nhưng mà mình không nhìn thấy mặt bất kỳ ai trong mắt mình họ giống như đang hòa vào trong màn sương cứ mờ ảo mình thì có chút lo lắng buông vội ổ khóa ra rồi hỏi lớn mà không mở cửa mọi người có đặt phòng chưa chưa ạ hỏi một câu bình thường như mọi khi vẫn hỏi khách mà thôi nhưng không hề có lời nào đáp lại mình cũng bắt đầu hiểu ra rằng họ có lẽ không phải là người mình bắt đầu thụt lùi ra phía sau. Trong lúc đó, mình đưa mắt ra hướng quán nhậu đối diện. Lúc nãy thì vẫn còn đông đúc sáng đèn, thì lúc này tối om, không hề có người. Mình thầm nghĩ, có lẽ ngay cả bây giờ, mình cũng không phải đang ở thực tại, mà là đang bị dẫn dụ. Thế là mình chạy vội về phía công tắc mở điện của cả khách sạn. Mình mở hết tất cả công tắc lên nhưng không được. Mình đứng giữa khách sạn tối om và yên tĩnh. Giống như bị mắc kẹt trong một nhà tù Không biết cách nào thoát ra được Mình chạy đến cái sofa ngồi xuống Niệm Phật Được một lúc thì mình mở mắt ra Chính bản thân cũng không biết Đã thoát khỏi ảo ảnh hay chưa Mình đứng dậy thử mở đèn mà không được Lấy điện thoại ra xem Thì điện thoại tắt nguồn Hình như tất cả thiết bị điện đều không hoạt động Chỉ có mỗi màn hình camera là còn mở Mình nhìn ra cửa Sương mù vẫn dày đặc Quán nhậu vẫn tối đèn và mình hiểu Mình vẫn kẹt trong chính giấc mơ của mình Mà không thể thoát ra được Mình có chút sợ hãi Nhưng vẫn cố trấn an bản thân Nghĩ cách để tỉnh lại Cuối cùng Mình nghĩ rơi vào giấc mơ kiểu nào đó Thì có lẽ Sẽ tỉnh lại theo kiểu đó Nên mình đã nằm xuống đắp chăn Giống tư thế lúc mới ngủ khi nãy Rồi nhắm mắt lại Tập trung và nghĩ liên tục rằng phải tỉnh trong lúc đó vẫn loáng thoáng nghe tiếng gọi mở cửa Của những người bên ngoài Dù sợ hãi nhưng mình vẫn cố tập trung Nhắm chặt mắt và tỉnh lại Không biết thời gian trôi qua bao lâu Mình cứ làm vậy cho đến lúc Cơ thể mình nặng chịu Mắt cũng nặng Muốn mở cũng không được Tay chân cũng không thể cử động Mình biết là đang bị bóng đè Mình vẫn cố niệm Phật Và bàn tay cố bắt ấn rồi gồng cả cơ thể để cố hết sức buông người ra. Một lúc sau, mình mở được mắt rồi ngồi dậy, tim đập dồn dập và thở gấp, mồ hôi thì ướt đẫm áo. Mình vội nhìn xung quanh, đèn ngay quầy lễ tân vẫn đang sáng, nhìn ra cửa đèn đường cũng sáng, quán nhậu vẫn đông đúc. Mình thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình đã thoát ra khỏi cõi mộng. Lúc đấy mới vội tìm cái điện thoại, thì tất cả mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn có 15 phút. Mình chỉ chợp mắt có 15 phút thôi, nhưng trong giấc mơ chắc là phải hơn cả tiếng. Và điều khiến cho mình tin là mình xuất hồn chứ không phải là mơ bệnh. Đó là cái điều khiển tivi nằm đúng vị trí trong mơ. Mình không xem tivi nên trước khi ngủ mình không hề để ý tới cái bàn điều khiển. Và nó cũng bị kẹt vào cái rãnh ngay nệm. Nhưng vì mình muốn biết là có thật mình xuất hồn hay không, nên mình đã đến đó và tìm thử thì cái điều khiển đúng là ở đó thật cả cơ thể uể oải mình quyết định thức đến sáng chứ không ngủ nữa những ngày sau đó cũng có hai ba lần mình vừa chợp mắt thì lại rơi vào cõi mộng đến lần thứ hai và ba thì mình đã quen bởi vì khung cảnh xung quanh y hệt như lần đầu đèn tắt quán nhậu đóng sương mù dày đặc dần dần mình cũng có thể kiểm soát được chút đỉnh, đó là có thể đi xung quanh khách sạn giống như lúc đang thức, nhưng điều mình cho rằng tuyệt đối không được làm lúc đó là mở cửa khách sạn. Bởi vì lần thứ hai khi mình bị rơi vào cõi mộng, cũng có một cô gái đứng ngoài cửa vẫy gọi mình. Có vẻ như rất nhiều người muốn được vào trong và lúc cô gái đó vẫy thì mình còn nhớ là đã trả lời. Bên trong nhiều rồi, không chứa thêm được nữa đâu, không mở rồi mình lại ra ghế sofa nằm Và tỉnh giấc Mình cũng không biết Nếu mở cửa lúc đó thì sẽ bị cái gì Nhưng mà thần chí mình nói là không được mở Chắc là ông bà Cũng đã gánh mình còng lưng Tất cả Đều là trải nghiệm thực sự của mình Bạn bè mình đều biết mấy chuyện này Vì khi vừa mới bị Mình có kể cho họ nghe Chứ không phải là bây giờ Mình mới ghi ra đây Mà các bạn cho là mình bịa Còn nhiều chuyện khác mình còn không dám tin là thật nên ai không tin thì mình cũng hiểu